chuyên săn lùng, mê mẩn với những sự kiện vấn đề nóng trong nước. Việt Tân không chừa bất cứ một cơ hội nào, từ một ý phát biểu của đại biểu Quốc hội đến mấy tít báo kiểu rẻ tiền trên báo Lá Cải, để lên án, chê bai đất nước. Nực cười thay, những lời sách mé của giới chống cộng cờ vàng về điều hành kinh tế, lợi dụng nó để quy chụp thành hành động tham nhũng chỉ cho thấy đầu óc tăm tối cả về kiến thức lẫn đạo đức của họ. Mới đây, trước những tranh cãi về tình hình nhập khẩu muối của Việt Nam trong Quốc hội hôm 15 tháng 8, bắt được một đoạn chất vấn của đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội về lý do khiến Việt Nam phải chi hàng tỷ USD để nhập khẩu muối mỗi năm dù có đường bờ biển dài. Việt Tân đã đăng một bài ký tên Chi Trần đã xuyên tạc rằng Việt Nam phải nhập khẩu muối vì quan tham đã vơ vét tài nguyên khiến diêm dân không còn biển để làm muối. Trong phần bình luận, các fan của Việt Tân tiếp tục công kích rằng phải nhập khẩu muối thì các quan chức mới kiểm tra được, dù không đưa ra được bằng chứng nào về một vụ tham nhũng trong lĩnh vực đang được đề cập. Thứ nhất, cần phải nói rằng việc nhập khẩu muối ở Việt Nam đang được điều chỉnh theo quy luật thị trường, đồng thời cũng có sự kiểm soát của chính phủ. Hiện nay, mỗi năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 700.000 tấn muối trắng có độ tinh khiết cao, chủ yếu là từ nguồn muối mỏ, để phục vụ các ngành công nghiệp, phần lớn là ngành công nghiệp hóa chất. Trong đó có sản xuất xà phòng, cần rất nhiều muối NaCl. Ngoài ra, có vài chục nghìn tấn muối đặc biệt sạch được nhập về để phục vụ ngành y tế. Muối biển không chỉ chứa NaCl mà trong thành phần còn có các chất khác. Do đó, muối biển sản xuất trong nước hầu như không đạt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn muối công nghiệp và muối y tế. Dự báo đến năm 2030, ngành công nghiệp hóa chất của Việt Nam cần tới 1,3 triệu tấn muối mỗi năm. Do đó, lượng muối cần nhập khẩu sẽ còn cao hơn gấp đôi so với hiện nay. Tại Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng muối hàng năm hiện là 1,4 triệu tấn, trong đó sản xuất trong nước 700.000 tấn, xuất khẩu khoảng 30.000 tấn, chủ yếu sử dụng để làm muối ăn. Ngoài ra, muối mà Việt Nam làm ra đang được xuất khẩu sang Mỹ, Nhật và Hàn Quốc, đều là những nước được bao quanh bởi biển. Một nước có thể vừa nhập khẩu vừa xuất khẩu muối, vì thị trường muối bao gồm nhiều loại muối có đặc điểm và thứ hạng khác nhau. Đây là một điều hiển nhiên trong một nền kinh tế toàn cầu được vận hành theo quy luật kinh tế thị trường. Đảng, nhà nước ta khẳng định sản xuất muối là ngành có tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Với diện tích sản xuất muối năm 2022 là 11.009 ha, năm 2017 diện tích đạt cao nhất 13.158 ha, năm 2018 diện tích 13.074 ha. Diện tích giảm dần trong những năm gần đây do thu nhập từ sản xuất muối thấp. Người dân đã dần chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản hoặc chuyển sang làm nghề khác mang lại thu nhập cao hơn. Như vậy, không hề có chuyện diện tích làm muối bị sâu xé như Việt Tân rêu rao. Việc người dân chuyển từ đất làm muối sang nuôi trồng thủy sản đã và đang mang lại nhiều lợi ích kinh tế, mang lại nguồn thu nhập cao hơn, nâng cao đời sống cho người dân vùng biển. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đã điều chỉnh nhiều chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp và các hộ gia đình kinh doanh muối ở Việt Nam. Theo Nghị quyết số 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất kinh doanh muối, đối với sản xuất muối thủ công của hộ gia đình, cá nhân hợp tác xã, tổ hợp tác, ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất muối bao gồm đê bao, trạm bơm, hệ thống cống, kênh mương, cấp nước biển, hồ, bể chứa điều tiết nước mặn, phục vụ sản xuất muối, hệ thống cống, kênh mương thoát lũ, công trình giao thông, điện hạ thế và nước sinh hoạt phục vụ người dân vùng sản xuất muối trong quy hoạch. Cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh muối cũng được nhà nước cho vay vốn tín dụng ưu đãi qua ngân hàng chính sách xã hội theo các quy định hiện hành. Để khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ, ngân sách nhà nước hỗ trợ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác kinh tế để thực hiện xây dựng mô hình liên kết ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất muối. Tổ chức hộ gia đình, cá nhân đầu tư kho chứa muối, máy thiết bị sản xuất muối, dây chuyền máy, thiết bị chế biến muối được hỗ trợ 100% lãi suất vay trong 2 năm đầu, 50% lãi suất trong năm thứ 3, mức vay tối đa 100% giá trị đầu tư thiết bị sản xuất muối và nhiều chính sách ưu đãi khác. Có thể thấy, những giải pháp mà Đảng, Nhà nước ta đã và đang thực hiện nhằm khuyến khích nghề muối nói riêng, đồng thời nâng cao đời sống người dân vùng biển nói chung cho thấy những chính sách ưu việt thiết thực hơn nhiều so với những lời sách mé xuyên tạc của Việt Tân. Kiểu dẫn dắt thông tin tiêu cực theo kiểu chỉ trích dẫn tít báo mà bỏ qua bản chất vấn đề, xuyên tạc, quy chụp thành tình trạng tham nhũng của đất nước. Việt Tân đã bộc lộ rõ bản chất chống phá và đi ngược lại dòng chảy phát triển của đất nước.